Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 17 tháng 10 năm 2021. À, à, tiếp tục với quyển sách Tư duy đột phá của Sozo Hibino. À, chia sẻ thông tin với nhau là một cách để đẩy mạnh giao tiếp cá nhân. Hãy tạo ra một giải pháp sống để mọi người có thể tham gia chấp nhận được thông qua các hoạt động xây dựng đội nhóm, xây dựng tổ chức hay xây dựng cộng đồng. Tư duy đột phá phát hiện ra rằng để thu thập thông tin có ích cần phải điểm qua và chia sẻ các thông tin có trong đầu người ta chứ không phải những lời trên đầu nữa. Điều này được thực hiện qua việc xây dựng sự tin tưởng để tạo để từ đó tạo sự cởi mở trong việc chia sẻ kiến thức và ý tưởng về các giải pháp, khuyến khích con người đến gần và hiểu nhau hơn, mở rộng quan điểm riêng của mọi người và biết ơn những gì người khác <laughs> làm cho mình. Theo phương cách này, EBT biến thông tin trở thành cầu nối liên kết mọi người, hơn là sử dụng thông tin để làm mọi người xa nhau như trước đây khi mọi người thu thập thông tin để khẳng định uh, biên giới trách nhiệm vị trí quyền uy hoặc nhằm mục đích chứng tỏ quyền sở hữu 4. những kỹ năng quan hệ uh, con người đó nhìn nhận con người như những cá nhân thực sự hơn là đối tượng điều tra lắng nghe những thông điệp ẩn dấu của họ hiểu biết về những phong cách và uh, biến động cảm xúc tránh cô lập và tách rời các đối tượng uh, ai đó không ưa đóng vai trò càng lúc càng quan trọng trong thời buổi này khi mà mạng xã hội và các phương tiện liên lạc ảo đã trở thành những phương pháp cộng tác chính như email, blog, Facebook, tin nhắn, Twitter đều hỗ trợ mọi người chuyển dịch từ việc giữ thông tin trong đầu họ sang chia sẻ với người khác. Điểm này giải thích vì sao các mạng tri thức và nhiều cuộc họp mở bây giờ lại được tổ chức theo kiểu phi hình thức như cà phê hay Uh, and L. trong đó mọi người trong công ty gặp gỡ nhau để xem xét vấn đề trao đổi ý tưởng và học hỏi từ người khác tại công ty chia sẻ thông tin hay còn gọi là đảo mỏ sự thực là đặc biệt quan trọng trong các tình huống mà con người hay ý tưởng uh, hay ý tưởng nhìn qua có vẻ kỳ quái chẳng hạn như khi công ty bạn đang hoạch định cho việc mở rộng chỉ vấp phải sự kháng cự của một vài nhà hoạt động công cộng mà thôi Nhờ hoạt động cộng đồng mà thôi thay vì loại trừ những người này ra khỏi quá trình tạo giải pháp sẽ hữu ích và ít rủi ro hơn nhiều nếu bạn đưa họ vào cùng làm việc ngay từ đầu cả hai bên sẽ tìm được sự thông hiểu thông tin mà bên kia có cũng như cách mỗi bên đọc hiểu thông tin của đối phương từ đó loại bỏ sớm các xung đột neo thang khi một bên cảm thấy <laughs> bất ngờ và bực tức vì những điều được quyết định cuối cùng là trái ý mình Tôi cũng đã từng làm việc với một tổ chức phi lợi nhuận được giám sát bởi một số nhóm bên ngoài và những nhà điều hành bên trong thường lấy làm bực mình với các bên giám sát. Tôi đơn giản chỉ mời những nhóm giám sát này vào ngay từ ban đầu uh, tổ chức các dự án đó. Ai cũng ngạc nhiên loại trừ tôi. Điều ngộ nghĩnh là phải lặp đi lặp lại câu chuyện mời gọi những người khác và làm việc chung để rồi mới thấy nó hiệu quả cơ bản là bạn có đủ can đảm để làm chuyện đó. đó hay không mà thôi vậy thông tin vậy loại thông tin chứa mục đích nào bạn thực sự cần đến tìm được tìm được sự cân bằng trong việc tìm kiếm thông tin thực sự cần thiết và có giá trị à, cùng việc tìm kiếm những quan điểm và cách hiểu khác nhau là một kỹ năng bạn có thể học được dưới đây là cách hướng dẫn để bạn thu thập được thông tin như ý để tối đa hóa thời gian và nguồn lực sử dụng, hãy định hướng ngay từ đầu là phải thu thập thông tin một cách giới hạn. Quá nhiều thông tin, đặc biệt là các thông tin tập trung vào quá khứ làm che mờ đi những vấn đề quan trọng và thực và thật kém hữu ích cho việc ra quyết định hiệu quả, việc tìm kiếm cho đến cùng những bất lợi, các triệu chứng và nguyên nhân gốc đa phần là không đáng giá. Thường thì người ta chỉ đồng ý sau khi Uh, họ tự nhận ra các triệu chứng chứ không phải là do người khác đưa thông tin cho mình bạn hãy tập trung vào việc nỗ lực thu thập các thông tin hướng đến cách xử lý bài toán cho dự án của bạn tìm kiếm ý nghĩa của các thông tin có sẵn các nhóm phát triển uh, sự gắn kết và hiệu lực là việc thông qua các việc chia sẻ các ý nghĩa và cách hiểu về thực tế đang diễn ra bởi lẽ thông tin chỉ là một đại diện của thế giới nỗ lực này khuyến khích sự thông hiểu chung cho các bên khai thác mạng lưới mối quan hệ để tìm kiếm thông tin liên hệ và kết quả để đạt đến sự đột phá sự tương tác của con người quan trọng hơn tính uh, chính xác của thông tin bạn thử tưởng tượng uh, một đại đội uh, phe ta đi đánh một đại đội phe địch theo thông tin tình báo mà đến nơi lại gặp số lượng địch đông hơn gấp 4 lần thì thông tin hay sự gắn kết đồng đội sẽ xử lý được vấn đề hơn nữa còn thế nữa, bạn hãy mở rộng mạng lưới con người ra khỏi mức có sẵn để tìm kiếm những liên hệ nhằm lấy được thông tin bao hàm cho nhiều đối tượng liên quan. Tránh xa xu hướng hỗn độn tự nhiên. Tương đồng với định luật số 2 của nhiệt động học, tất cả các thực tế đều có xu hướng đi về hướng hỗn độn hơn, cần phải có thêm nhiều năng lượng để chống lại xu hướng tự nhiên này mà càng có nhiều thông tin bạn sẽ mất nhiều năng lượng hơn để xử lý, giảm công sức chuẩn bị thật nhiều, tài liệu kỹ nướng mà sau đó không ai cần đọc và các cuộc tranh cãi vô bổ về các phương pháp đó, cách diễn dịch và phân tích khác nhau, khảo sát và các bảng câu hỏi là đối tượng tình nghi đầu tiên của gợi ý này vì rất nhiều trong số khảo sát đó tìm được từ ngữ mà ai cũng hiểu giống nhau, cố gắng giảm tối đa việc dùng khảo sát dạng này tránh đi việc thể chế hóa thu thập thông tin chỉ để thu thập thông tin mà bất chấp có mục đích hay không rất nhiều công ty cố gắng tham dự các hội thảo xem các đối thủ đang làm gì họ đang phát triển những sản phẩm mới nào bao nhiêu sản phẩm mới được đang được tung ra họ đang xây dựng những nhà xưởng kiểu gì bạn thử xem có bao nhiêu giá trị mà những chương trình như vậy có thể mang lại cho công ty bạn khi đối thủ đã đưa ra được sản phẩm mới trên thị trường hay xây dựng cơ sở mới, dịch vụ mới bạn đã bị bỏ lại đằng sau rồi nên đừng có mà noay hoay tìm hiểu cái gì đang diễn ra thay vào đó hãy tập trung thời gian mà chạy lên đằng trước Nguyên lý nền tảng 3 suy nghĩ theo hệ thống về vai trò của những người uh, cần mời gọi tham gia vào thực hiện Chìa khóa để lấy được uh, đúng người liên quan đến việc hình thành giải pháp là suy nghĩ theo hướng hệ thống điều này được thực hiện trong bối cảnh khám phá và hiểu về các vai trò mà người tham gia sẽ đóng góp vào giải pháp tương lai đang được tạo dựng. Cách tiếp cận hệ thống giúp bạn nhận ra các liên kết số đông các bên liên quan, các nhu cầu đa dạng của họ và giải pháp mà, mà mọi người đều nhất trí xây dựng. Trong bất kỳ tình huống nào các bên liên quan có thể bao gồm những người bị uh, giải pháp tiềm năng gây ảnh hưởng hoặc người sử dụng giải pháp đó. Nó cũng có thể bao gồm các cổ đông trong công ty, những người đưa đầu vào cho hệ thống của bạn, những người nhận phân phối, sử dụng và loại bỏ đầu ra cho hệ thống của bạn, những người cấu thành nên môi trường vật lý, tổ chức và yếu tố bên ngoài xung quanh hệ thống giải pháp của bạn, những người chuẩn bị và cung cấp con người, thông tin và các phương tiện vật lý uh, có nhằm đưa giải pháp vào cuộc sống. Nói chung, bạn nên đưa vào càng nhiều bên liên quan càng tốt, hiển nhiên trong suy nghĩ hệ thống về người cần đưa vào, bạn cần phải giới hạn số lượng người cũng như định ra kế hoạch thời gian, ngân sách và các ràng buộc khác như vai trò, vị trí hoặc thời gian. Luôn nhớ trong đầu rằng có một số người sẽ tham dự từ đầu chí cuối dự án, một số người khác chỉ cần đưa vào một số bước hoặc một số giai đoạn mà thôi. Lợi ích của việc mời gọi đa dạng mọi người tham gia, FPT nhấn mạnh cách thức đưa con người vào cảm giác cùng hội cùng thuyền với mức độ tin tưởng lẫn nhau cao, tạo điều kiện cho tranh luận và có ý nghĩa và giải quyết xung đột làm cho các cá nhân có khả năng sử dụng tri thức uh, sáng rõ của mình để sáng tạo ra uh, giải quyết trong thời gian tối thiểu cách tiếp cận tổng thể EBT đã giúp cho nhiều người thực hành làm việc có hiệu quả các nhận xét của họ có thể liệt kê ra sau đây tôi đã bỏ ra nhiều thời gian để tổ chức lại các quan điểm của những người can dự vào dự án một cách sơ sài bên ngoài thực hiện theo cách EBT là rõ ràng hơn nhiều Áp dụng các nguyên lý EBT vào việc uh, hoạch định và đưa ra các kết luận uh, trong hoạch định chiến lược đã cứu chúng tôi khỏi việc phung phí nỗ lực và uh, những nơi không cần tập trung. Một khía cạnh thú vị và đầu ra không ngờ tới của việc lập chiến lược dùng EBT là chúng tôi tạo uh, dựng được uh, uh, tình đồng nghiệp và tình đồng đội. Khi bắt đầu mọi người không cần có vẻ đằng, đằng sát khí với nhau. Ờ, như ngày xưa nhưng vẫn chưa cởi mở lắm trong việc trao đổi nhưng dần dà về sau sự giao tiếp đã quay lại và mở hơn và đã mở hơn rất nhiều cùng với bầu không khí và tinh thần thoải mái bản chất con người là không bị ép buộc sử dụng giải pháp họ không tạo dựng ra và cũng không cam kết thực hiện chúng do đó đừng hành xử như thể người ta là tù nhân của bạn và không được quyền nói năng gì ngược lại khi nhiệt tình mời gọi từ tâm mọi người sẽ có được động lực tự động đóng góp tìm ra ý nghĩa những việc mình làm trong đám đông, giải phóng khả năng sáng tạo bên trong của mình, sẵn lòng triển khai dự án, mình phát triển, phát triển được lòng tin lẫn nhau khi cùng làm việc trong suốt quá trình, học hỏi cách nhìn vào bức tranh lớn của vấn đề, tìm cách giao tiếp một cách dễ dàng với người khác và hiểu được rằng thay đổi là luôn xảy ra, đây là lý do tôi sử dụng từ giải pháp có tính sống để diễn tả nội hàm sự thay đổi hôm nay gieo những hạt mầm uh, thay đổi trong tương lai các ý tưởng này được thu dung từ sự thông tuệ của những nhà kiến tạo giải pháp hàng đầu mà tôi được hân hạnh nghiên cứu và cả kinh nghiệm thực tế của tôi về động viên tích cực để gia tăng hiệu quả cho các tổ chức cá nhân và xã hội các khái niệm có thể biến hóa cho các hoạt động thay đổi ở nhiều cấp độ khác nhau thúc đẩy cấp độ cao hơn về hiệu suất phát triển uh, phương cách xử lý vấn đề làm thế nào để mời gọi mọi người tham gia. À, chương trước đã bày tỏ những lợi ích khi mời gọi mọi người tham gia, còn chương này bạn sẽ được trang bị cách thức để thực hiện nguyên lý đó một cách sáng tạo. Chúng ta sẽ cùng đi qua các bước liệt kê tổ chức quyết định LOD trong giai đoạn mời gọi người tham gia để hướng đến một kế hoạch cụ thể xác định. Nên mời ai cùng tham gia? Mục đích của việc mời gọi đối tượng đó? Mời như thế nào? Khi nào cần sự tham gia của mỗi đối tượng? À, kế hoạch thời gian? cũng như nguồn lực cần có, các điểm gợi ý từ uh, 3 nguyên lý nền tảng EBT sẽ truyền cảm hứng để tăng khả năng đặt câu hỏi thông minh trên các bước LOD. Này, bên cạnh đó, tôi cũng sẽ cung cấp các hướng dẫn rõ hơn trong chương khái niệm then chốt EBT là khi quyết định mời gọi mọi người vào việc kiến tạo giải pháp là bạn đã bắt đầu tạo lên giải pháp, dự án phát triển, cách xử lý của bạn có thành công hay không phụ thuộc phần lớn vào nhóm người mà bạn quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ đặc biệt là những người về sau sẽ triển khai giải pháp à, được đưa ra có những yếu tố khác đóng góp vào sự thành công của việc triển khai mục đích hình thành giải pháp tương lai và giải pháp sống nhưng kinh nghiệm của tôi chỉ ra rằng việc triển khai sẽ có tiềm năng thành công cao nhất bằng cách mời gọi những con người phù hợp vào ngay từ đầu không chỉ là đón nhận các khả năng đa dạng để có được những hạt giống ý tưởng cho các giai đoạn còn lại những người tham gia sẽ tự đảm bảo rằng các hạt giống này có thể đơm hoa kết trái nhưng lưu ý rằng, uh, mời người phù hợp khác với kỹ thuật thả ra cho đám đông, cho hàng trăm hay hàng ngàn người uh, không có định hướng, trừ giai đoạn uh, kiểm thử sản phẩm hay giải pháp được mô tả trong chương 13. Nghịch lý trong việc mời gọi mọi người tham gia, trước khi xem qua các bước LOD, tôi phải đưa ra các ý kiến nhận uh, <laughs> làm thế nào để chọn người thực hiện. Tôi còn gọi tham gia câu hỏi này đặc biệt thách thức đối với các hội đoàn, cộng đồng và tổ chức lớn, nơi mà cấu trúc quyền lực thường mặc nhiên chỉ định ra ai phải can dự vào vấn đề nào. Nghịch lý này đặt ra rất nhiều câu hỏi ai sẽ là người được chỉ định để lãnh đạo giai đoạn mời gọi mọi người tham gia và khởi động các bước NOD để tạo ra kế hoạch hành động. Có phải chỉ cần cấp quản lý trong tổ chức tham gia có lần đưa vào những người đầu tiên nhận diện ra vấn đề không? hay là đưa vào những người sẵn sàng chiến đấu với nguyên nhân sinh ra vấn đề, có cần bầu ra một hội đồng xử lý cần thuê ngoài những người có tính khách quan cần đưa vào một người có khả năng dẫn dắt nhóm sử dụng tư duy đột phá để lập kế hoạch làm sao biết được những người có thể đưa vào khi chưa biết hoặc giải pháp cuối cùng là gì, câu cả lời, câu trả lời. Câu trả lời cho những câu hỏi trên là đừng làm cho mọi thứ phức tạp lên như thế bạn có thể khởi đầu với những người sẵn lòng xử lý vấn đề đó và cử họ làm người dẫn đầu hoặc hướng dẫn cho giai đoạn này hoặc bạn cũng có thể sử dụng nhà tư vấn người hướng dẫn đã được huấn luyện về tư duy đột phá tuy nhiên tôi không ủng hộ cho việc chỉ dùng những quản lý giàu kinh nghiệm hoặc những nhà quản lý cao cấp để lãnh đạo thực hiện giai đoạn mời gọi mọi người tham gia hay các giai đoạn khác tiếp theo đó tiếp sau đó, sau khi tuân theo EBT, vấn đề đau đầu này sẽ không còn quá lớn trong tổ chức nữa vì người lãnh đạo hướng dẫn khi đi qua các bước LOD đặt các câu hỏi thông minh sẽ tự động tăng số lượng người mời gọi để thiết lập kế hoạch và chọn ra đúng người để dẫn dắt uh, hàng loạt công việc cần phải hoàn tất vì EBT là bộ câu hỏi thông minh luôn hướng bạn đến việc chọn những con người hiệu quả và phù hợp nhất cho mỗi vai trò cần có trong dự án hơn là chọn ra người đó vì vị trí chức danh đang mang trong công ty. Nghịch lý nữa mà bạn uh, có thể phải đối diện là làm thế nào để mời gọi mọi người uh, khi có thể hàng ngàn người bị ảnh hưởng bởi một sự thay đổi. Câu trả lời là bạn không thể mời gọi uh, mọi người trực tiếp theo kiểu mặt đối mặt và tiêu tốn thời gian. Tuy nhiên bạn có thể chọn ra những người có tính chất đại diện cao cho toàn thể, các bên liên quan, à, tính theo chức năng, vị trí địa lý, trách nhiệm vận hành hệ thống, trách nhiệm trong à, tổ chức khách hàng, nhà cung cấp. Mỗi đại diện đó sẽ thu thập phản hồi và báo cáo cho người à, tương ứng trong nhóm của họ. Bạn cũng có thể mời gọi các nhóm đông người bằng cách thông báo sớm cho họ ngay từ lúc à, bắt đầu. Các dự án được bao phủ trong À, bức màn bí mật thường kích thích người ta theo dệt tin đồn, phần lớn là nhảm nhí về những gì đang xảy ra. Bằng việc chia sẻ thông tin, chứa mục đích một cách chủ động và tự do, bạn sẽ hạn chế được điểm yếu này. Ngay cả khi bạn cũng không biết kết quả tạo ra sẽ như thế nào, tốt hơn hết, bạn cứ thành thật với điều đó uh, ra cho người khác biết. Được thì uh, uh, Buổi đọc sách tối ngày 17 tháng 10 của Trung uh, xin dừng lại ở đây chúc cho các bạn có một buổi tối ngủ ngon giấc để có một năng lượng mới trong một tuần làm việc tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại